Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục review cho anh em xem một ma chiếu vong. Nhưng Con ngạc này đang ở server đặc biệt nha anh em. Hiện tại con ngạc này đang ở cái server đặc biệt. Nhưng mà không biết một lát xem đồ rồi xong rồi mới ca rồi. Con ngạc này có liệu có thể nào mà gọi là chiến được với mấy ông ở server này không thì mình chưa biết. Hiện tại vẫn chưa biết được cái gì đây. Gì này thì cho ông tự xử đi anh em ơi. Tôi tính vô tôi phụ ông chút xíu mà tôi thấy hơi gói mà để kệ đi. Rồi ok thì con nghiệt này ngày hôm nay thì đang ở server đặc biệt 1630 ngũ tài. Và VIP đã nạp được 51.280.000. Con nghiệt nạp cũng ghê chứ. Triệu Văn mà ở server đặc biệt nạp VIP 11 là cũng kinh dị đó. Và điểm danh thì được 212 ngày đó. Ok, với cái số tiền nạp này và cái tem đang build như thế này, liệu hiện tại trong con ạc này sẽ có những cái gì? Rồi thì bây giờ mình sẽ vô tới con main luôn. Đầu tiên mình sẽ vô con main Tôn Kiên thức tỉnh 7 sao thần binh cộng trăm. Một set kim, bảo vật kim, ngựa thiên bông lôi luôn rồi. Danh tướng Lã Bác Vi thức tỉnh. Chiến pháp xài tặng bao luôn à. Hoài Nhật Cốc quen đường xảo biến. Đòn chính của chúng ta ngày hôm nay đang xài viên đá gì đây? Đây là viên đá gián tiếp x2 bạo kích khi mà bạo kích x2 gián tiếp khi mà bạo kích nha. Đây là viên đá đỏ thôi, viên đá kim còn mạnh gì dữ nữa. Set kim bảo vật kim ngựa thiên ô văn rồi, danh tướng thức tỉnh luôn rồi. A đù có cả cái chuyển sinh level 7 luôn hả, trời ghê vậy. 10% để coi chỗ Triệu Văn khi diễn kêu nổ có xác suất 10% khiến mục tiêu ở vị trí tấn công đầu tiên chịu thêm 15% HP tối đa nữa, dã man ngon anh em. Đang xài thần thục khí định và dương quân quy rồi cộng thêm cái tổ vi thường nữa. Ô, ổn ổn áp Triệu Văn xài dương quân quy được nha, với điều kiện không xài với điều kiện là không xài cái gì ta gọi là cái cẩm nang tham lang, tại vì nó giới hạn 4 nổ thì phải. Mình nhớ không lầm là cái dương quy là 4 độ thì phải. Tăng 15% đam à, khi không tốn nhiều nộ hơn lượt hiện tại, kỹ năng này tăng thêm 15% đam thì nó cũng giống như cái thằng tóc vậy. Nếu mà chi kích thì 100% là thêm 15% đam mà nên, nếu mà chi kích đó. Không biết liệu Triệu Văn này đánh tay hay là Triệu Văn dùng skill liên tục đây. Ok thì bây giờ mình sẽ đi qua bên cái con Trương Phi cuối cùng. Nè, con ngạc này nói chung là có nạp cho nên cái dàn danh tướng anh em thấy không? Nguyên cái dàn danh tướng là toàn thức tỉnh hết trơn mà. Mới có 200 mấy ngày thôi là nó khác biệt không? Khác biệt hoàn toàn so với nạp không còn à, không nạp. Rồi mình sẽ đi qua bên cái phần khí linh thì sao đây? Ủa có khí linh đỏ luôn nè. Giáng sinh kinh tài ngự giáp. Giáng sinh. Cái này cũng là tài bút. Rồi Diệu Vân. Diệu Quang đang xài một cái bộ đã kích hoạt rồi nè, Tha Sơn Thạch. Khi cả lượt kết thúc, nếu HP hay dưới 20%, bản thân hồi 10% HP và ngự giáp. Cái này cũng không ngon lắm anh em. Này cho mấy người tăng xài, chứ tăng một hỗ trợ nó xài. Chứ này mấy bút này nọ nó cũng không ngon, toàn máu với HP mà công được cũng được 11% nè. Cái này vật phòng tăng 18% nè. Rồi con men thì có những gì? Lại con men nó cầm cái đỏ. Cái đỏ được hai dòng anh em. 3 dòng nè, cái cam chỉ được có 2 dòng, cái đỏ được 3 dòng ngon ghê. Vật phẩm này phải đưa qua cái đỏ mà đưa qua cho con đam chính này. Hoặc là cái kia cái đỏ cái gì ta, tàn hồng phong gì đó là cái đó là ngon. Ok thì mình sẽ đi qua bên phần tiếp theo luôn, đó là mệnh tinh. Mệnh tinh anh tinh vô miếu thất sắc chiều đấu à, ghê 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 được được. Chiều văn này thất sắc chiều đấu nha anh em, lát đấm kinh dị đó. Quân bị quân bị này thì đồng thôi đó, có bạc vàng nè, cái này là bạc thôi ha, cái này là gì cũng bạc luôn ha, cái này là vàng, cái kia hoàng kim hay sao, đồng bạc hoàng kim sao bạch kim đâu. Rồi mình sẽ đi qua bên cái phần tiếp theo đó nữa là tẩy luyện của con nhân vật chính ngày hôm nay. Ê khoan, mình sẽ cho anh em xem luôn cái phần này cho nó ấy chút xíu, giới hạn chắc chắn với mấy ông. Tôi hứa với mấy ông thức tỉnh là đã thức tỉnh thì không nhiều nhưng mà giới hạn là mắt, thấy không, tôi biết mà. Ta muốn xưng bá ai dám tranh hùng là mắt giới hạn 4 sao. 4 sao đó là mắt, 4,4 chấm chứ lộn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua bên cái phần thằng giỏ cái nữa nè. Thằng giỏ cái phong thiên ngắn 4 5 sao luôn nè, ngon nè. Cái này phong thiên ngắn phát là đứng im nè. Thiên la tản luôn nè.
Túi càng khôn, bổ thiên thạch, chỉ thiên kiếm. Rồi chỉ thiên kiếm cũng sắp 5 sao luôn nè. Ok, mình sẽ đi qua bên cái phần tẩy luyện nè. Bây giờ mới vô tẩy luyện nè, coi có dòng công nào không nè. Có một dòng công nha. Công có một dòng công, chính xác có luôn, vật phòng, pháp phòng, BBB tăng, vật phòng, dịp phòng thủ không gì nè. Hai dòng công, có hai dòng công, phải anh em cái vũ khí với cái kia hay có dòng công mà mấy cái kia tẩy công cực. Này sao? Có một dòng công nữa là ba dòng công. Có bốn dòng công anh em, con hàng này bốn dòng công, ảo ma Canada chưa? Hẹn chi, công 20 triệu mà. Rồi, thẻ biến hình. Thẻ biến hình của chúng ta là đang có. Ê, thẻ kim nhiều, thẻ hán luôn kìa, ghê vậy. Ui, thằng quá 1. Ờ, cái này thằng quá 0. Có tướng đầu dục vô. Có tướng đầu dục vô lên thằng quá 4. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đếm nha. À, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10. 10 là 20. 30 cái đỏ, 33 cái đỏ. 30, 20, 30, 35, 38 cái cam. Ông mà cũng được anh em, số ngày này là quá trời thẻ đó. Ông này ngạc này nói chung tập trung vô thẻ biến hình khá là nhiều. Cẩm nang là phần cuối cùng luôn nè. Bữa nay tôi vô cho anh em xem lọn hết chứ. Hiệp lực, quyết chiến, động chát, âm thần dương si là 4. Ê vậy là có con chim, có thú kim sĩ điểu rồi đó anh em. Âm thần dương si nè. Đây tội con Triệu Quân nó xài cẩm nang kim một đống luôn kìa. Một đống cẩm nang kim cho vị tướng Triệu Quân. Rồi thì nên mình ra phần tướng nha. Trước khi cho phần tướng anh em nhớ like và đăng ký kênh với mình. Cảm ơn anh em nhiều nha. Đây mình đi xuống dưới đây phần tướng nó dư nhiều quá. Ê có con phá mệnh 4 không xài nè, để ngoài chơi với nó. Đổng Nguyên nè. Đó Thượng Hương Hán nè, Lưu Linh nè, Văn Ương nè. Ủa con ngạc này đầu tư là gì là phải gì mới đúng anh em. Chứ mình nhìn sơ sơ xài xài bên kia thì thấy nó cũng không nhiều lắm á. Mạnh tướng chắc nghĩ nhiều á. Đây có chơi tắng. Có chơi tắng ít thôi. Mà bây giờ cũng không nên chơi tắng anh em. Phi Long Tại Thiên bây giờ nhìn chán. Chiến pháp có mở thêm một cái nào nữa không? Tầm này là ông chuẩn bị thêm cái dưỡng vàng nữa là đẹp. Nhưng mà ông đã tập trung gần như hết vô cái phần chuyển sinh. Tôi hứa với mấy ông chuyển sinh với trận pháp. Ông dồn gần hết luôn. Rồi thì thú. Trời ơi đầu tư vô thú mà con tỷ giật 5 sao luôn. Tội con Diệu Quang này chọt chắc phê luôn anh em. Tại vì được chơi game nè. Có con này bảo kê này, cậu bảo kê này, được chơi game nè. Này ông thời tiết cái không có đá kim ha. Ông có đá kim cái nữa. Kẹt này không còn gì để nói luôn. Diệu Quang tầm này nó thì thôi nhé luôn à. Chẳng pháp. Đó hay không? Tôi biết mà Thương Long thất tú chặn luôn là gần full bà nó chiến pháp rồi. Chặn pháp rồi. Tôi thấy cái chiến pháp vững vàng đúng ra con ngạc này là phải tới đầu tư tới 3 tới 4 chiến pháp kim rồi ở cái bếp này. Nếu mà chơi đúng thì bây giờ ông không có chơi qua chiến pháp nhiều. Ông chơi qua thú với lại chặn pháp anh em tướng nhiều. Bạo kích kháng bạo bút sát thương BBB luôn nè. Cái này là như là chặn gần cái cuối. Cái này có công không? Có BB công? Ê, cái chặng này chặng cuối luôn chứ gần gì nữa. Chặng này chặng cuối luôn anh em. Điện xong chặng này là cuối game là mắc luôn rồi đó. Tôi nhớ không lầm, tôi đã liền tới chặng này là chặng mắc một lần rồi. Túi đồ. Túi đồ thì coi có tích lỗ không nha. Nói gì nói với lay mà không có đồ của U thì cũng mệt đó. Phải như vậy, nên như vậy. Quá đã rồi. Ngon lành rồi. Tích đẩu gì trong con ngạc này, Triệu Quân về sau sẽ là một siêu phẩm. Sau 365 ngày sau ông sẽ quay lại thêm một lần nữa thì con ngạc này sẽ là một con quái vật thật sự. Đá và ngọc hấp tinh hai viên hơi đen gì cái phần đá ha. Hội quan thanh tâm linh tê nổ tiết phong yển phản truy hồn hơi đen gì cái phần đá công. Phải có viên thị quyết nữa thì quýnh phần trăm máu còn đã hơn xíu. Đây và sẽ cho anh em xem phần chuyển sinh ông lên level 7 luôn nè. Tốn tướng giả men tốn tắng không được đồ này kia kim được không đó. Ổng đi nội lên cái chuyển sinh 7 này ổng lên được hai cái chiến pháp kim luôn nữa chứ một cái gì nữa hai luôn á đem. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi qua mình cho anh em xem sơ sơ về cái thiên hạ vô song ở bên cụm này. Cụm này thì có ông này cũng mạnh quá. Lữ Bố phá mệnh 6 thêm tả từ phi thăng 3 nữa sao đỡ, nhìn thôi là biết tả từ phi thăng 3 rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ qua BK nha. Bây giờ qua BK nè, bây giờ bắt đầu qua BK nè. Con ngạc đây đang bóp hai cái server này quýnh với top 1 lại không? Để coi cái đội hình cái đá anh em. Ông trời ơi, phá mệnh 6 luôn. Ý sao thuận hương. Thử
sao 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 thượng hương lại phá mệnh 6 và giáo thánh lại phá mệnh 1 nhỉ? Chắc nó boost cho đấm liên tục hay sao á. Thì ghê thì chứ. Boost nè. Trừ độ nè. Trời ơi là trời, con tiểu kiều nó quánh mà cỡ đó là anh em hiểu rồi chứ. Nhưng con chịu quăng không chịu trọt không nổi anh em. Chào quá. Con tiểu kiều nó quánh mà chết queo năm chín mình là còn gì nữa mà chơi. Rồi xong luôn, con tiểu kiều nó chơi lắc skill lắc luôn. Lắc luôn. Lắc luôn trời. Rồi sorry anh em nha, tự nhiên nó lắc luôn ạ. À. Ảo thiệt chứ. Rồi xong con chó tôi nó xúc chuồng, nó gượt gà tè lè tét lét bệnh. Chắc tôi lên tôi nướng luôn phải không? Cái ngày nào nó xúc dây ra cái là nó gượt. Nó khôn dã man. Nó chỉ cần mở dây ra được đúng lần thôi là từ đó sau nó mở hoài luôn. Ok, thì cái top 1 đó mình bỏ qua nha, mình sẽ đi qua bên top 3. Mà con ngày này top 3 chọn chịu sao nổi vậy. Thiệt vô quan này chọn top 3 sao chịu nổi. Con Quyên cũng chịu không nổi luôn, nó hứa luôn á. Không, bây giờ anh em toàn là chơi Châu Liêm, cái con kiếm sĩ điểu với lại công an không à. Và mấy con tướng khác ít ai chơi ha. Ai thua tốc độ, thua tốc độ, thua tốc độ, nhưng sao, nhưng sao. Ê, con gián tiếp ấn gì em nội. Tội gì là chơi không lại con này rồi. Con gián tiếp phát một chích queo luôn à. Châu Liêm không bút được luôn mà. Chọt cái là thọ thương không có nhiều. Đóng quyền được cái là gặp mấy thằng Bill Ba nó quýnh tào lao không à. Chứ nó quýnh chúng không ai chịu nổi đâu anh em. Đó là cái bất lợi khi chơi đóng quyền. Nhân đam kìa. Đó. Nó chọc chứ sao chịu nổi. Trời ơi. Chọc. Quýnh hoài vô rồi. Xong chưa. Mày hả bưởi. Trời ơi nó chọc không biết ca phát đó không biết bao nhiêu cái thảo thương á. Không biết bao nhiêu cái thọ thương luôn. Nó chơi chứ con đổng quyền này nó không quýnh chúng thôi, chứ nó quýnh chúng rồi mà con chịu quan chịu nổi đâu. Có hai ba cây ngự giáp đó đây. Thì nó chọt phát ba lần thọ thương, chọt thường thôi. Chưa ngừng lẹ đó đâu, còn nữa đấy. Đâu gửi đóng băng cái là ngon. Không sao, cho mày đánh đó. Đánh toàn đánh gây khơi mà chứ đâu quyền đánh chúng chịu ăn đâu chịu nói. Né luôn kìa. Né này thì né. Ok để mình coi lực sau cho nên coi dự quân nó chọt con đóng giác với lại con tôn kiên cho mấy con coi nè. Coi tôn kiên với đóng giác hai con tăng con chịu ăn nó chọt chứ ăn coi đố đố thở nổi. Ít 11 đam cộng dồn. Nói chung đam con dồn càng cao là bạo kích nó đam càng dữ thôi. Châu Liêm nè, 8 cây ngự nè. Này thì 8 cây ngự bôm lôi. 3 cây ngự nè, 3 cây ngự nè, con động giác hơi châu. Này thì châu nè. Trời ơi, trời tung skill. Mạnh nét được chứ. Lữ đã đi. Tên nguyên quen ta. Tử thượng 6, thượng hương vi tăng 3. Nếu mà quýnh anh không chết làm bệt. Mà sao chết được anh em. Con tôn kiên là nữ làm sao quýnh chết. Rồi xong luôn 45.000 dạng luôn. Quýnh tới sáng tôn kiên chưa chết. Ê, à quên, quýnh bỏ qua khiên du địch bà. Nhưng không sao. Bỏ gì nổi mà bỏ. Xâm la này thì xâm la nè. Xâm la nè nè. Xâm la này, Châu Liêm nè. Châu Liêm
châu liêm xâm la, nó quýnh liên tục luôn em ơi, nó quýnh thì thôi nhé luôn rồi hết á, phải có gì đã kim quýnh mới đã. Cái này đã gián tiếp thì nó mạnh thiệt đó, nhưng mình không có chi kích rồi sao mà giải không ngắn nha, mày no nữa, mày no rồi. Châu liêm nè, châu liêm nè, một thằng vương ngưng hán với thằng ba cầm hai đục kiên quýnh hút máu, nó hồi nổ hồi nãy là quýnh vô cái khiên thôi em. Đờn đờn này thì đờn nè, đờn nè, đờn nè, đờn nè, trời ơi quýnh dưới tấp dưới quýnh đã thiệt chứ. Mà ở server này toàn là tôn kiên thôi nè, server này toàn tôn kiên thôi, chịu quăng nó múa được một không được đẹp, phải là một cái con khác nguyên tung kiên này là không được rồi. Mày hả bữa rồi uống phát một thỏ thương luôn mà. Mà server này đặc biệt ác thì chứ, trong cái top 10 là tôi hứa với mấy ông luôn là ông nào cũng có con men hết. Rồi sao chưa gì mắc hai lần con men và ôi quýnh lần ba bốn thằng đau thương không à. Đấm phát này nó hơi mệt nên nè, 6 cây chết đâu, ôi ông này yếu có 6 cây ngự cộng với dâu liêm không quýnh ông chết, giống như đóng quyền nãy quýnh lật luôn à. Đây 5 cây đúng không, và còn 4 cây gì là quýnh con cây sao ăn thua gì. Ông này dán hết kiểu này là kiểu quan hành chết đứng im. Chừng nào mới bỏ có nét đóng nguyên ta, nét đi cái tỷ lệ di kích con đóng nguyên này đi chứ, đóng nguyên di kích hoài luôn, nó kết hợp với lại con thiên quân lôi, nó thiên thiên ngô văn nó di kích quá trời nhiều cái. Di kích lỗi quá, lượt thứ hai kim sư điểu 77.600 thọ thương rồi đó, giờ này nó quýnh mới đau nè, đau lên chịu luôn rồi. Này thì thọ thương nè, này thì thọ thương nè, này thì thọ thương nè. Lượt thứ hai mà tích được 11 là lượt thứ ba, bây giờ chịu quân nó tích lẹ thiệt, hồi đó quýnh tới lượt thứ 7, thứ 8, thứ mười mấy, thứ 20 luôn á, nó tích được 48 mà bây giờ quýnh khoảng từ 3 lượt tới 4 lượt là nó ấy rồi nè, giờ quýnh chỉ cần 3 lượt tới 4 lượt nó tích gần 30 rồi. Rồi đây là đối thủ về giới của chúng ta, rồi xong vậy giới gãy ngứa rồi, vậy giới này gãy ngứa rồi mấy ông ơi, quýnh luôn mất máu luôn mà. Ok thì chắc có lẽ con ngạc này đứng từ đây là ao rồi, mấy ông kia không có khả năng lật kèo rồi, mà nhưng mà mấy ông này có công an cả rồi, bây giờ bao nhiêu con công an mà chịu nổi, cứ chọt cái là chết, chọt cái là chết, đam coi. Rồi 7 ức, 6 ức, gián tiếp 6 ức, quýnh toàn bảo kích không mà. Rồi ok thì trong cái top 10 này thì chỉ được vài ông được đỡ được tỷ mấy, tỷ 8 trở lên, chứ mấy ông tỷ 6, tỷ gữ này thì thôi, đụng cái chết rồi em à. Thì ở trong cái server đặc biệt thì có đâu đó tầm mười mấy ông, mười mấy ông là có đầu tư thôi, còn dưới toàn là nông dân thôi, vô chơi cho cảm giác không khí đông vui.
Rồi thì video này cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Chúc anh em xem video vui vẻ. Bye bye.